giao dịch bằng đôi mắt, không phải bằng đôi tay, và đừng làm ngược lại. Hàm ý của cái câu nói đó chính là anh chị tham gia vào bất kỳ một cái cổ phiếu nào, anh chị hãy theo dõi hành động giá và cái khối lượng của cổ phiếu, thay vì chúng ta tập trung quá nhiều vào những cái tin tức, những cái đồn thổi trên thị trường. Và ngày hôm nay anh chị thấy là thị trường có một cái tín hiệu bị bán rất là mạnh ở vào phiên chiều anh chị. Và cái phiên chiều này nó xuất hiện những cái thông tin như là trước đó rồi anh chị, tức là có một cái công ty chứng khoán .. đấy, bị hạn chế giao dịch, tức là không vào được app anh chị. Ngày hôm nay là những anh chị nào mà sử dụng app chứng khoán của công ty đấy sẽ không thể nào mà mình mua hoặc là bán cái cổ phiếu ngay trong cái danh mục của mình được. Và cũng đồng thời xuất hiện thêm một cái tin tức liên quan đến một cái công ty chứng khoán khác nữa, tức là hạn chế cái sức mua margin. Thì cái thông tin đó nó dựa vào cái việc chốt cái báo cáo quý 1 anh chị. Vậy thì những cái thông tin đó nó có ảnh hưởng về cái mặt lâu dài đối với thị trường hay không? Quan điểm của em, cái view của em thật sự đối với anh chị, ngày nào cũng phải lên nói với anh chị rằng là thị trường của chúng ta đã xác nhận vào giai đoạn tăng giá rồi anh chị. Mà anh chị biết rằng một cái thị trường tăng giá nó đâu thể nào mà nó đi lên một mạch được, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì em thấy được là chính những cái cú rung rũ này nó lại hình thành nên rất là nhiều cổ phiếu nó vào sóng. Đây nè, em lấy ví dụ những cái cổ phiếu nó đang kháng lại thị trường như là cổ phiếu DIG nè anh chị. Anh chị thấy là thị trường mặc dù giảm rất mạnh nhưng mà nó vẫn giữ được sắc xanh anh chị. Vẫn giữ được sắc xanh. Hay những cái cổ phiếu Novaland nè, nó có dòng tiền vào rồi anh chị. Một cái cổ phiếu nó có dòng tiền vào rồi thì anh chị hãy theo dõi thật là kỹ nó, vì sắp tới nó sẽ có một cái trận đánh. Và em dự đoán được là khả năng khi mà nó đã bứt thoát ra khỏi những cái vùng đỉnh cũ rồi thì cái mục tiêu của nó sẽ không còn là những cái vùng 20 đâu anh chị, mà nó sẽ tiến xa hơn, có thể là gấp đôi, hoặc là vùng 40, 30 mấy, 40 anh chị. Những cái cổ phiếu Novaland như thế này là một cái cổ phiếu đầu cơ anh chị. Khi một cái cổ phiếu đầu cơ nó vào sóng rồi thì anh chị đừng hỏi sao mà nó chạy nhanh quá, anh chị không tham gia kịp. Đấy, và anh chị cứ lo sợ rằng thị trường nó bị bán mạnh như thế này, nó ảnh hưởng đến danh mục của mình, thì có nên bán sạch danh mục hay không? Thì vừa rồi em cũng chia sẻ với anh chị, một cái thị trường nó tăng giá, nó không thể nào mà nó đi lên một cách dứt khoát được anh chị. Nó sẽ đi lên và nó điều chỉnh anh chị. Anh chị thấy những cái nhịp điều chỉnh của nó này. Đấy, và những cái nhịp điều chỉnh nó không hề nhẹ nhàng anh chị. Thật sự, những anh chị nào mà mình muốn cầm giữ cổ phiếu, mình phải có một cái vị thế tốt đối với cái cổ phiếu đấy. Ví dụ em chia sẻ anh chị đánh cái cổ phiếu DIG, khi mà cổ phiếu nó vẫn còn trong nền giá nè anh chị. Đây là cái điểm mua mà em chia sẻ với anh chị này. Đấy, thì hiện tại là vẫn đang lãi đối với cổ phiếu, đúng không ạ? Thì nếu như gặp cái phiên ngày hôm nay thị trường bán mạnh đi, thì chắc gì những anh chị cầm hàng ở những vị thế như này, anh chị có hỏi bán cổ phiếu ra hay không, đúng không ạ? Và đối với bất động sản trong cái giai đoạn hiện tại, em có chia sẻ với anh chị, nó đang ở chân sóng. Rất nhiều cổ phiếu đang hình thành nên cái mẫu hình rất là đẹp anh chị. Anh chị cứ nhìn về những cái cổ phiếu như là DIG này. Nếu mà anh chị nào mà có trong cái nhóm cộng đồng của em, đây nè anh chị, đây chính là cái nhóm cộng đồng. Em chia sẻ cho anh chị về những cái cách mà em tham gia trên thị trường, về cách mua này, cách bán này, hay là mình xử lý thị trường, khi mà mình xử lý danh mục như thế nào, khi mà thị trường nó tăng, nó giảm, nó bị bán tháo hay nó hưng phấn anh chị. Đó, thì em đều chia sẻ cho anh chị ngay trong cái nhóm đó. Nên anh chị nào hiện tại mình chưa tham gia vào nhóm cộng đồng, tranh thủ vào đi anh chị. Bởi vì cơ hội nó đến và đi rất là nhanh. Sắp tới sẽ có điểm mua của những cái cổ phiếu DIG này. Và anh chị hiện tại mình đang trong nhóm cộng đồng, anh chị hãy theo dõi thật là kỹ những cái chia sẻ của em ngay trong nhóm. Đấy, để mà chúng ta cùng nhau đánh được những cái cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường anh chị. Đấy, thì nếu như mà em kiếm được 10 đồng đi anh chị, thì anh chị em cũng phải kiếm được đâu đó tầm khoảng 7 đến 8 đồng, đúng không ạ? Thì đó mới là cái giá trị mà em trao đến cho anh chị. Đấy, nó là cái giá trị mà em muốn chia sẻ cho cộng đồng. Nếu mà em đánh được cái cổ phiếu DIG thì anh chị cũng phải đánh được, đúng không ạ? Bởi vì em chia sẻ cho anh chị rồi. Hay những cái cổ phiếu như Phát Đạt anh chị, em chia sẻ cho anh chị đánh vào cái phiên ngày hôm nay,
ngày hôm nay hàng về vẫn lãi anh chị, hàng về vẫn lãi đấy, và chưa chắc gì cổ phiếu nó sẽ kết thúc cái chu kỳ ở đây, nó sẽ còn tăng giá nữa, bởi vì em nhìn thấy được cái vùng nguyên nhân của nó quá lớn. Một cái vùng nguyên nhân như thế này nó không thể kéo lên được 5-10%, nó chết được anh chị. Tổ chức nó không có đánh T cộng như những nhà đầu tư cá nhân đâu anh chị. Đây nè anh chị, tại sao em lại nói những cái cổ phiếu bất động sản đang ở chân sóng? Thì anh chị nhìn lại những cái chu kỳ trước, khi mà cổ phiếu bất động sản nó đánh, nó sẽ đánh như thế nào? Những cái cổ phiếu bất động sản như DIG này, tiêu biểu, đúng không ạ? Thì khi mà nhắc đến bất động sản, anh chị sẽ không thể nào mà anh chị không nhắc đến cái cổ phiếu DIG này được. Bởi vì nó là một trong những cái cổ phiếu đầu cơ nhất của dòng. Anh chị thấy nè, đây là gì? Một cái vùng tích lũy của cổ phiếu. Thì sau cái nhịp chạy đà thứ nhất của cổ phiếu, nó có cái dấu hiệu gọi là tái tích lũy trở lại. Và nó cân bằng quanh đây nè. Anh chị thấy, cái mà em muốn chia sẻ với anh chị chính là cái vùng thanh khoản bị siết chặt như thế này nè anh chị. Và sau cái giai đoạn mà nó nghỉ chân lại, thì nó sẽ bước vào một giai đoạn tăng giá. Vậy thì nhìn lại cái cổ phiếu DIG hiện tại, anh chị, có phải đang ở chân sóng không ạ? Đây là cái nhịp chạy đà đầu tiên của cổ phiếu này. Và đây là cái gì? Vùng tích lũy của cổ phiếu. Vậy thì sau cái vùng tích lũy, sau cái nhịp chạy đà, nó cân bằng trở lại, thì có phải là chân sóng mới không anh chị? Mà nhiều anh chị đánh theo sóng Elliott hay cái gì đó, thì anh chị nói đây là cái nhịp sóng 3, nhịp sóng 4 gì đó đúng không anh chị? Nhưng mà em không quan tâm anh chị. Em chỉ quan tâm về cái việc là cổ phiếu nó tái tích lũy được trở lại, thì nó sẽ có trận đánh mới. Và thị trường của chúng ta cũng sẽ đồng thuận với cái điều đó. Có phải là trước đó em có chia sẻ với anh chị về cái kịch bản thị trường nó đang trong một cái vùng biên gọi là tích lũy, để mà làm gì anh chị? Hấp thụ lại những cái cây bán tháo này nè anh chị. Và đồng thời nó cũng hấp thụ lại cái nguồn cung bị kẹp hàng ở vùng tháng 9 2023 vừa rồi, đúng không ạ? Và khi mà nó đang trong một cái mô hình tích lũy, thì nó về biên trên, nó lên biên trên thì nó sẽ về biên dưới. Đó. Vậy thì thị trường nó tạo điều kiện để cổ phiếu tái tích lũy, thì sau cái giai đoạn tích lũy này, cổ phiếu nó sẽ vào đại sóng. Cổ phiếu nó sẽ cho anh chị rất là nhiều cơ hội để mà anh chị tham gia vào cổ phiếu. Em lấy ví dụ như là DIG luôn nè anh chị. Đây nè, những cái chu kỳ trước nè, anh chị không đánh được cái cổ phiếu DIG, những cái phim mà nó quay trở lại ngày 6 tháng 10 nè anh chị, thì anh chị mua ở những cái cây này nè, vẫn có ăn, đô mà. Anh chị mua cao, anh chị vẫn chiến thắng được. Đấy, mà không phải là một chiến thắng nhỏ, mà là chiến thắng rất lớn anh chị. Cả chục phần trăm. Đấy, đó là anh chị đừng có sợ. Đối với cái thị trường hiện tại, khi chúng ta đã xác định được rằng là thị trường bước vào pha tăng giá rồi, thì cái việc chúng ta cần làm là tìm kiếm những cái cơ hội. Hay những cái cổ phiếu BDR nè, cái chu kỳ năm ngoái anh chị, 2023. Em cũng có đánh cái cổ phiếu này. Thì anh chị nhìn thấy, đây là quá trình gì anh chị? Tích lũy của cổ phiếu. Một cái quá trình tích lũy của cổ phiếu. Và đây là một cái nhịp tăng này anh chị. Một cái nhịp tăng của cổ phiếu. Sau đó nó tái tích lũy lại ở phía trên. Và anh chị nhìn thấy được là cái volume của nó ngày càng vắt kiệt lại nè anh chị. Thì khi đó dòng tiền quay trở lại nè anh chị, thì nó có phải điểm mua vào sóng không anh chị? Ừ, những cái điểm mua này nè anh chị, tại vì cũng được 40-50%, đúng không ạ? Đấy, thì anh chị thấy nè, tại vì thị trường lúc đó của chúng ta như nào anh chị? Nó kết thúc chu kỳ sớm quá. Với cả là dòng chứng khoán, tức là dòng sóng ngành trong cái năm 2023 vừa rồi, nó xuất hiện những tín hiệu phân phối, nên những cái cổ phiếu này nó không có ngành, nó cũng chết luôn. Nhưng mà anh chị thấy là chính những cái cấu trúc như này nè, thì sau đó nó sẽ tăng gần cả chục phần trăm. Có phải là từ những cái điểm mua này là những cái điểm mua chân sóng không anh chị? Hay những cái cổ phiếu gần đây nhất, Nam Long này, em chia sẻ với anh chị rất nhiều, nên là anh chị thấy những cái chia sẻ của em nó hay, thực chiến, thì anh chị đừng bỏ, thì anh chị hãy nhấn giúp em một cái lượt like. Và đặc biệt, anh chị nào hiện tại mình đang nắm giữ cổ phiếu bất động sản nào, anh chị bình luận phía bên dưới đi anh chị, để em biết được là mình đang nắm giữ cổ phiếu nào, và liệu cổ phiếu đó có mạnh hay không. Và em đưa ra cho anh chị những cái quan điểm của em về cái cổ phiếu. Đấy, ví dụ cổ phiếu Nam Long, anh chị bảo nó yếu, anh chị bảo nó chậm đúng không ạ? Nhưng quan điểm của em là nó vào sóng rồi anh chị. Và nó chuẩn bị có một cái nhịp tăng đó anh chị. Anh chị nhìn nè, đây là gì anh chị? Một cái vùng tích lũy trở lại, thanh khoản nè. Nó đang có dấu hiệu vắt kiệt lại nè anh chị. Nó tạo được một cái vùng nền giá đi ngang. Vậy thì sau đó nó được dòng tiền quay trở lại thì sao anh chị?
thì nó sẽ là cái điểm mua vào sóng. Anh chị đừng nhìn quá ngắn hạn. Chúng ta đầu tư là chúng ta đầu tư cho một chu kỳ. Anh chị nhớ câu này, đầu tư cho một chu kỳ chứ không phải là mình mua hôm nay rồi hôm sau hàng về mình bán. Đấy, thì cái phương pháp đó em cũng không có cái lý do gì để mà em phản đối hết cả anh chị. Thì tùy vào mỗi anh chị có mỗi phương pháp khác nhau. Nhưng mà quan điểm của em là mình kiếm tiền thì mình phải có một cái tầm nhìn dài hạn. Thì khi có tầm nhìn dài hạn rồi mình sẽ thấy được là à, cổ phiếu này nó mới ở chân sóng thôi và nó vẫn còn một cái nhịp tăng phía trên nè. Đây là một quá trình tích lũy của cổ phiếu, nó kéo lên 10% để nó chốt lại anh chị. Những thằng tổ chức nó gom hàng ở đây, nó có chấp nhận nó bán 10% để mà nó chốt lại không ạ? Dĩ nhiên là có. Nhưng nếu tổ chức bán ra thì anh chị sẽ thấy nè, như GVR đây nè anh chị, đây là cái phiên tổ chức bán ra mà nó bán một phát thôi là 5-6% rồi. Vậy thì có phải là nó kéo lên 10% thì học lẽ nó ăn được 4% thôi anh chị. Và chưa chắc gì nó bán sạch hàng của nó ngay trong cái phiên này hết cả anh chị. Nó sẽ còn tạo một cái vùng, em gọi nó là vùng phân phối cổ phiếu. Nó sẽ phân phối cái cổ phiếu, phân phối cái lượng hàng của nó đã gom ở những cái vùng tích lũy bên dưới. Lên tới đây nè, đạt giá rồi, bắt đầu nó phân phối hàng ra cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ thích đánh ngắn. Đấy, cứ mua đáy nè, bán đỉnh nè, mua đáy bán đỉnh, mua đáy bán đỉnh. Nhưng mà tới khi mà nó bước vào một giai đoạn đè giá, anh chị sẽ bị kẹp hàng ở những cái vùng cao. Đó, thì đối với cái cổ phiếu GVR này thì sẵn thì em cũng phân tích luôn là nó đang trong cái trạng thái phân phối rồi anh chị. Mà cổ phiếu nó đang trong trạng thái phân phối, nó muốn bước sang cái giai đoạn tích lũy thì nó cần phải hấp thụ lại nguồn cung này và nó cân bằng khối lượng quanh đây. Khi nào đánh được em sẽ chia sẻ cho anh chị ở trong cái nhóm cộng đồng này, cũng giống như cái cách em chia sẻ anh chị đánh những cái cổ phiếu DIG này anh chị. Em chia sẻ rất là nhiều và cũng như là rất nhiều anh chị đã kiếm được tiền từ cái phương pháp của em. Thì ngày hôm nay em mới tự tin để mà ngồi đây em chia sẻ lại cho anh chị, những anh chị nào mà mình mới xem kênh của em, thấy được cái phương pháp của em hiệu quả và thực chiến, anh chị đừng ngần ngại cho em một cái nút like, một cái lượt comment. Đấy, hoặc là anh chị nào hiện tại mình đang nắm giữ cái cổ phiếu nào đi, chia sẻ cho em đi anh chị, để em biết được là anh chị có theo dõi cái video, hoặc là anh chị đang nắm giữ cái video, anh chị đang nắm giữ cái cổ phiếu nào. Đấy, thì em sẽ chia sẻ cái quan điểm của mình cho anh chị biết. Rồi, thì đó là một vài cái cổ phiếu nè. Ngày hôm nay thì có cổ phiếu Novaland đúng không anh chị? Novaland thì ngày hôm nay nó có dòng tiền vào rất là tốt, đặc biệt là nó vẫn còn đang trong cái nền giá anh chị. Vậy thì cổ phiếu này mà sắp tới nó có một cái nhịp tăng lên đây đi anh chị, thì sao ạ? Thì nó sẽ tạo ra một cái vùng gọi là vùng tích lũy trở lại. Nếu như mà có nhịp tăng lên đến trên đây nè, thì anh chị sẽ ăn được cái nhịp gọi là chạy đà của cổ phiếu. Một cái cổ phiếu nó có thể chạy đà từ 10 đến 20%, giống như những cái cổ phiếu ngân hàng nhịp trước đó anh chị. Đây, Techcom đây anh chị. Đây nè. Anh chị thấy đây là một cái nhịp chạy đà của cổ phiếu này. Đây là gì anh chị? Một cái vùng tích lũy ngắn của cổ phiếu. Một cái vùng chạy đà của cổ phiếu này, bao nhiêu phần trăm? 15% anh chị. Và nó tái tích lũy lại ở phía trên cao nè anh chị. Đấy, thì có phải là sau đó là một cái chân sóng không anh chị? Bao nhiêu phần trăm anh chị ạ? 30% anh chị. Và cái chu kỳ của cổ phiếu Techcom này chưa kết thúc ở đây đâu. Khi nào nó đánh lại em sẽ chia sẻ cho anh chị. Đấy, Techcombank là một cái cổ phiếu khỏe trong cái dòng ngân hàng anh chị. Và khi nào chúng ta có thể tham gia lại thì khi đó em sẽ chia sẻ cho anh chị đánh vào cổ phiếu này ha. Đấy, thì ngày hôm nay có cổ phiếu Novaland nè. Anh chị nhớ cái kịch bản của nó là có thể là nó sẽ có một cái nhịp chạy đà, một cái nhịp chạy thứ nhất lên tới những cái vùng, vùng cản. Vùng cản thứ nhất đây là cái vùng cản tâm lý nè anh chị. Và thứ hai là đây là cái vùng cản kẹp hàng của rất là nhiều nhà đầu tư. Đấy, nên là khi mà nó tiệm cận về đây, nó cần phải có thời gian để mà hấp thụ lại cái nguồn cung đó. Sau đó nó mới có một cái nhịp chạy tiếp theo anh chị. Đấy, những cái cổ phiếu này là những cái cổ phiếu tiềm năng, giống như cổ phiếu DBG nè anh chị. DBG anh chị thấy không? Nó đang có cái trạng thái gì anh chị? Tạo một cái vùng gọi là hấp thụ lại cái nguồn cung quanh đây nè anh chị. Nguồn cung này nè anh chị. Đấy, nó rất là giống cái cổ phiếu Novaland vừa nãy ở cái giai đoạn 2. Đúng không ạ? Đây là cái nhịp chạy đà ngắn của nó này. Khá là ngắn hơn anh chị. Đâu đó chưa tới 10%.
Nhưng mà anh chị thấy nè, nó tạo được một cái vùng nền giá ở đây, nó vắt kiệt nguồn cung ở đây đi anh chị. Sau đó có dòng tiền vào thì nó sẽ vào sóng, nó chạy một phát nó phi luôn anh chị. Anh chị đừng đùa, cổ phiếu Đạt Phương hồi đó là nó siêu đầu cơ anh chị ạ. Nó cực kỳ mạnh, nó rất là giống cái cổ phiếu Hút anh chị. Hút nè anh chị, anh chị thấy nó dựng đứng anh chị, rất là mạnh. Nhiều anh chị hỏi là cổ phiếu Hút này nó không có phân phối hay em? Nó đã có phân phối rồi anh chị. Nó phân phối ở những cái phiên này nè anh chị. Tức là nó vừa kéo vừa phân phối cái hàng của nó. Đây nè. Đây nè anh chị. Đây nè anh chị. Đấy. Đây chính là những cái phiên mà nó phân phối hàng của nó ra. Đấy. Và sau đó là nó tiếp tục nó kéo lên. Thì tổ chức của những cái thằng này, nó thấy được cái tiềm năng của cổ phiếu này quá mạnh. Hoặc là đợt đó là có sóng bất động sản anh chị. Vậy thì sao? Vậy thì nó phải kéo lên để mà nó ăn được nhiều hơn. Em lấy ví dụ đi, những cái thằng tổ chức mà nó gom hàng từ vùng giá 10 đi, nó lên tới vùng giá 28-30 rồi, tức là nó lãi gấp 3 lần rồi đúng không anh chị? Lãi gấp 3 lần rồi. Lãi gấp 3 lần rồi. Thì tụi nó bắt đầu có những dấu hiệu phân phối ra. Nhưng mà đợt đó là có sóng bất động sản. Và những cái thằng tổ chức khác thì nó lại thấy đây chính là điều kiện tuyệt vời để mà mình tiếp tục mình kiếm thêm được một mớ nữa, nên nó tiếp tục nó kéo luôn. Và anh chị thấy càng kéo lên càng có lực bán ra, càng kéo lên càng có lực bán ra. Nhưng mà từ những cái điểm mà nó bán, từ cái giá 30 đi, đâu ai nghĩ là nó còn kéo lên được tới giá 50 đâu anh chị. Rất là kinh khủng như vậy. Đó, đó là anh chị thấy là chúng ta đừng có đánh giá một cái cổ phiếu mà nó vào sóng bằng việc đặt target cho cổ phiếu đó. Kể cả tổ chức họ còn không biết được là cổ phiếu này target của nó bao nhiêu nữa anh chị. Bởi vì rất là nhiều tổ chức họ mua gom cái cổ phiếu đấy, không phải là chỉ có một nhóm tổ chức. Anh chị nhớ ha. Đó. Rồi, thì đó là một vài chia sẻ của em trong cái video ngày hôm nay về cái tiềm năng của dòng bất động sản, những cái cổ phiếu mạnh nhất hiện tại như là Novaland, DIG, TCH nữa anh chị. TCH cũng là một cổ phiếu mạnh. Anh chị nhìn nè. Đấy, nó mà tái tích lũy lại đây đi. Đây là gì anh chị? Cái nhịp chạy đà đầu tiên của nó nè. Và sau đó thì sao? Vắt kiệt nguồn cung lại. Nó tạo được một cái vùng nền giá ở đây. Nó sẽ là cơ hội để anh chị kiếm tiền. Đó. Rồi là những cổ phiếu như KDH nè anh chị. Đấy, anh chị thấy không mà. Đây nè, nền giá nè anh chị. KDH nè. Đây là gì? Nhịp chạy đà của nó nè. Và sau cái nhịp này thì sao anh chị? Cổ phiếu vào sóng. Tăng cực mạnh. Đấy. Và anh chị nhớ, một cái nhịp chạy đà của nó thì không nên quá cao, tức là dưới 20% là đẹp, dưới 20% là đẹp. Còn nếu như nó xa quá thì nó không hẳn là một cái vùng gọi là tái tích lũy, một cái vùng gọi là BU nữa anh chị. BU tức là cái vùng tái tích lũy trở lại anh chị. Đấy, thì nếu như mà nó chạy quá xa rồi, giống như GVR đi anh chị, nó chạy hơn 50%, anh chị hỏi đây có phải là BU của cổ phiếu hay không? Thì em nói đây không phải là BU. Nhưng nếu nó tái tích lũy trở lại, nó đang trong cái trạng thái phân phối này, và nó phân phối hàng xong đi, tổ chức nó thấy được tiềm năng của GVR, nó còn lên được những cái vùng giá gì 50-60 thì sao anh chị, thì nó sẽ lại gom cái vùng giá 30 này để mà nó tiếp tục đánh lên. Đó, thì một cái cổ phiếu sau giai đoạn phân phối muốn trở thành cái giai đoạn tích lũy thì nó phải có cái sự gom hàng của tổ chức. Mà đã gom hàng rồi, mà đã thu gom rồi thì sao anh chị? Phải vắt kiệt nguồn cung, tức là thu gom đến độ mà không còn ai bán ra, thì khi đó nó mới độc quyền cái cổ phiếu này mà nó kéo giá được anh chị. Chứ mà khi mà nó lên nè, nó sẽ bị bán ngược trở lại đó, đúng không ạ? Những nhà đầu cơ khác thì họ sẽ thấy được là à, nếu mà gom chưa đủ hàng thì sao anh chị, mà nó kéo lên vội quá thì những ông kia thấy có lãi có phải là chốt không ạ? Đó. Rồi, những cái cổ phiếu như DGC cũng nhiều anh chị hỏi em nè. DGC thì có gì đâu anh chị. Đây là cái gì? Cái vùng phân phối của nó rồi anh chị. Nó chạy hơn 30% rồi. Chạy hơn 30% rồi anh chị. Chạy rất là mạnh. Đấy, anh chị thấy chưa? Hơn 30% rồi. Vậy thì cái vùng này nó sẽ cần phải hấp thụ trở lại. Đặc biệt là nó đang tiệm cận về cái vùng gọi là vùng đỉnh 52, vùng đỉnh thời đại của nó anh chị. Đây là cái vùng đỉnh thời đại của cổ phiếu đó anh chị. Đấy. Rồi, thì đó là một vài cái cổ phiếu. Anh chị note lại được chưa ạ? Những cái cổ phiếu như Novaland nè, Nam Long nè anh chị, KDH nè, những cổ phiếu vào sóng rồi.
DIG nè, đó. Rồi DXG, DXG thì đoạn này nó hơi hơi khoai anh chị, tức là em thấy được là trong phiên nó mở gap, gap hưng phấn và nó đang có dấu hiệu lấp lại cái khoảng gap này. Hiện tại cổ phiếu vẫn đang tích lũy, anh chị chú ý, cổ phiếu vẫn đang tích lũy nha anh chị. Nó vẫn đang tích lũy trong cái vùng nền giá. Vậy thì anh chị muốn mua cái cổ phiếu này, có thể là nó sẽ xây cái nền ở trên đây nữa. Sẽ xây lại cái nền trên đây nữa. Bởi vì em thấy được cái phiên ngày hôm nay mà nó mở gap là em thấy không không an toàn rồi anh chị. Đấy, đặc biệt là nó đi kèm với cái cổ phiếu em nhớ xem. Thì có một vài cái cổ phiếu như là Novaland nè, anh chị lưu ý. Đó, DIG nè, TCH nè, KDH. Nói chung là dòng bất động sản hiện tại em thấy là rất là tiềm năng nha anh chị. Thật sự, anh chị nào mà mình vẫn chưa có hàng ở những cái cổ phiếu bất động sản này, tranh thủ vào nhóm nha anh chị. Đấy, anh chị tham gia vào nhóm bằng cái cách là click vào cái đường link ở phía cái phần mô tả hoặc là ở phía dưới cái phần bình luận. Đấy, để mà tham gia cùng em. Em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái cách đánh của những cái cổ phiếu như là DIG nè anh chị. Đấy, DIG em mua từ cái 15 tháng 3 tuần trước. 15 tháng 3, tức là hơn 10 ngày rồi anh chị, đúng không ạ? Đây nè, DIG này. Đâu rồi? 15 tháng 3, đây nè anh chị. DIG hôm nay là điểm mua vào sóng anh chị. Đây nè anh chị, từ những cái điểm mua sau đó thì sao? Nó tăng rất là mạnh. Và thị trường điều chỉnh chưa chắc gì cổ phiếu điều chỉnh anh chị. Nên là anh chị sẽ thấy là bây giờ mình cứ tập trung vào những cái cổ phiếu mạnh đi. Mặc kệ thị trường anh chị. Vừa rồi em có chia sẻ với anh chị, bây giờ thị trường mà nó có tạo ba đỉnh đi, nó cũng chưa chắc gì nó sẽ rơi nữa. Mà những cái cổ phiếu nó vào sóng rồi, chưa chắc gì nó sẽ điều chỉnh theo thị trường anh chị. Đó. Rồi, thì đó là một vài chia sẻ của em trong cái video ngày hôm nay. Anh chị nào mà mình còn có những cái thắc mắc gì, anh chị hãy để lại phía bên dưới cái phần bình luận giúp em ha. Đó. Rồi, đặc biệt là anh chị nào hiện tại mình chưa có bất kỳ cái cổ phiếu bất động sản nào trong danh mục thì tranh thủ vào nhóm để mà cập nhật những cái điểm mua sớm nhất nha anh chị. Còn anh chị nào mình có bất động sản trong danh mục rồi thì anh chị bình luận phía bên dưới để em biết được là anh chị đang nắm giữ những cái cổ phiếu nào ha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà.